Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà về cái chiếc thớt hai mặt kháng khuẩn với cái tay cầm quay treo bằng thép không rỉ 304 nha. Bề mặt thớt màu xanh như thế này thì nó có chất liệu là bằng nhựa PP, kháng khuẩn lên tới 99%. Đặc biệt là khi mà mình chặt xương, chặt thịt thì các cái vết dao của mình sẽ không hằn lên thớt. Mặt thứ hai đó là mặt được làm bằng cái lúa mạch. Cái mặt này thì sẽ phù hợp cho cái việc mà mình sử dụng thái rau củ quả hay trái cây. Trên bề mặt của thớt thì được thiết kế bởi cái rãnh. Cái rãnh này là giúp trong quá trình mà mình thái rau củ quả thì nó nước sẽ không bị tràn xuống mặt bàn mà nó sẽ giữ lại đây. Thớt thì có độ dày 2 cm và xung quanh thớt thì được đệm bởi lớp đệm silicon để giúp cho cái thớt của mình được giữ chắc chắn trên bề mặt bàn, mặt bếp mà không bị trơn trượt. Thớt với cái quai cầm quai treo như thế này bằng thép không rỉ vô cùng chắc chắn.